Thưa quý vị, thưa các bạn, cây chè được xác định là cây trồng chủ lực, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại nhiều tỉnh miền núi, trong đó có Yên Bái. Hiện địa phương này đang tập trung phát triển cây chè theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao. Xác định chè là một trong 10 cây trồng chủ lực, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương, góp phần giúp bà con xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tái cơ cấu ngành chè theo hướng, cải tạo và phát triển diện tích, đổi mới thiết bị, công nghệ, tập trung đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, phát triển bền vững các mối quan hệ giữa trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, để sớm đưa cây chè trở lại đúng với vị thế và tiềm năng vốn có. Hiện nay, diện tích chè trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.400 ha, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là gần 7.000 ha. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái còn có vùng chè đặc sản nổi tiếng, đó là chè San cổ thụ, có tuổi đời trên 400 năm tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Với chủ trương tăng cường chính sách hỗ trợ, cơ cấu lại các vùng sản xuất chè, gắn với công nghiệp chế biến, Yên Bái đang nỗ lực phục hồi cây chè, trở thành một trong 10 cây trồng chủ lực trong thời gian tới. Mục tiêu trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiếp tục làm tốt việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và sở hữu trí tuệ, đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh chè. Trong cái chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh thì cũng đã rất là rõ. Và trong chương trình khuyến công của tỉnh Yên Bái, các chương trình địa phương thì rất là rõ. Thứ nhất là các cái doanh nghiệp sản xuất chè, nếu đầu tư máy móc thiết bị thì có cái hỗ trợ từ nguồn khuyến công của tỉnh. Nếu mà hỗ trợ là nếu mà đầu tư cái dây chuyền thiết bị nó lớn, giá trị nó lớn thì chúng tôi cũng lại xin từ nguồn khuyến công quốc gia. Thì cái đó là động viên cái doanh nghiệp. Còn trong cái chương trình xúc tiến thương mại thì chúng tôi cũng có những cái nội dung, đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái chuyện mà cải tiến cái mẫu mã bao bì, thiết kế lại cái bao bì sao cho nó bắt mắt được người tiêu dùng. Thế thì đấy là những chương trình chúng tôi hỗ trợ cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vì vậy, Yên Bái cần tập trung chỉ đạo phát triển cây chè theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, tăng cường công tác tuyên truyền và tập huấn nâng cao nhận thức người dân về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè, chuyển giao công nghệ cho cán bộ khuyến nông, nông dân các vùng trồng chè. Chúng tôi rất là tự hào về các ban ngành, các ban sở ngành tại Yên Bái đã tạo điều kiện cho chúng tôi để việc sản xuất này, và hỗ trợ có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ chúng tôi trong cái việc quảng bá cái sản phẩm trà của địa phương ra thế giới, và các cái sở ban ngành đã giúp chúng tôi tạo những cầu nối, giúp chúng tôi kết nối được với những cái đối tác ở trên thế giới này, và ngoài ra cũng có những cái chính sách và những cái hỗ trợ để giúp phía hợp tác xã Kiến Thuận có thể có những cái chiến lược marketing hiệu quả. Hợp tác xã Liên Sản của chúng tôi có vùng trà của Giàng Cao, vùng trà riêng đặc biệt, đó là vùng trà của những cây trà cổ từ 300 đến 500 năm, và vùng trà vùng thấp chúng tôi cũng bảo vệ cái vùng trà hữu cơ đó. Đấy là nguồn nguyên liệu và mình phải đảm bảo về chất lượng, và tất cả các hệ thống trà của chúng tôi đều được kiểm định chất lượng ISO và các kiểm định chất lượng khác. Tỉnh cũng như Sở Công Thương thì giúp đỡ không chỉ hợp tác xã chúng tôi đâu, và tất cả các hợp tác xã trên Suối Giàng đều được giúp đỡ hướng dẫn, và bây giờ chúng tôi cũng đang tham gia cái chương trình 4.0 và đưa các sản phẩm của chúng tôi lên các sàn giao dịch. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2021-2025, trong đó chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè được cụ thể hóa theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, việc khai thác, phục hồi lại các cánh rừng chè san tuyết cổ thụ trên núi cao cũng bước đầu được tỉnh triển khai. Đây là nguồn tài nguyên quý hiếm, được mệnh danh là vàng xanh, không chỉ góp phần vào bảo tồn nguồn gen quý mà còn nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cũng là cơ hội quý để quảng bá thương hiệu chè san tuyết cổ thụ của Yên Bái nói riêng và của Việt Nam nói chung đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.